trước khi vô bệnh án thì các bạn coi thầy viết ở ngoài cái gì. Bệnh này chỉ có một option duy nhất. Bây giờ đây, trường hợp này bị trừ điểm nặng vì bệnh nhân chỉ có một option duy nhất là điều trị nội không kháng sinh. 2-3 tuần sau nếu không tiểu ra sỏi thì tán sỏi nội soi cộng trừ đặt đốt gì. Vậy mà anh đó đưa ra tới 5 option. Được chưa? Rồi bạn Thu Thảo tóm tắt. Đây là một bệnh nhân nữ 32 tuổi. Được chưa? Rồi tóm tắt đi. Bệnh nhân nữ 32 tuổi vào viện vì lý do là đau hông lưng bên phải. Cô hỏi bệnh sử, tiền sử và thăm khám thì lâm sàng có hội chứng và triệu chứng. Thứ nhất là triệu chứng về tiết niệu là bệnh nhân nữ có cơn đau bạn thận bên phải, đau đột ngột ở hông lưng phải lan ra phía trước xuống bụng hạ vị, không có tư thế giảm đau. Triệu chứng tiêu hóa thì bệnh nhân có buồn nôn. Tiền sử thì bệnh nhân có sỏi thận trái 4 năm trước và được điều trị nội khoa. Ngoài ra có tiền sử viêm xoang 6 năm. Có đọc kết quả cận lâm sàng không thầy? Cái nào liên quan tới bệnh thôi, còn cái nào bình thường không đọc. Dạ. Cận lâm sàng thấy cái gì? Cái gì có bệnh? Con thức máu bình thường, nước tiểu có nhiễm trùng không? Dạ, nước tiểu thì bệnh nhân không có nhiễm trùng. Rồi, gì nữa? Có máu đúng không? Dạ, có hồng cầu trong nước tiểu. Rồi, đúng rồi. Để trong đồ bình thường, các bạn có bình thường, siêu âm thấy cái gì? Siêu âm thì bệnh nhân siêu âm bụng thì thấy có ít dịch trong ổ bụng, thận phải thì ứ nước độ 1, thận trái thì ứ nước nhẹ, có sỏi ở hai bên thận, X quang ngực thẳng thì chưa ghi nhận bất thường. Làm cao B thì bên thận phải thì không thấy sỏi cản quang, bên thận trái thì cũng không có sỏi cản quang. Niệu quản phải có sỏi cản quang ở 1/3 dưới, bàng quang thì không có sỏi. Dừng lại, các bạn nhìn con chuột có thầy thấy không? Alo? Dạ thấy. Thấy cái cục sỏi ngay con chuột có thầy chưa? Cục sỏi như đây nè. Duy Anh thấy không? Dạ thấy. Nhỏ hơn hột mè nữa. Đa số các bạn đọc cục sỏi đây không phải, cái này là cục phân ở trong rũa, cái này là cục phân, còn cái này là cái phẹt mắt tia qua CT, thấy cục sỏi không? Đây, sỏi đây. Như vậy, với một cái bệnh án như vậy, ta thấy rằng viên sỏi rất là nhỏ. Và các bạn nhớ sỏi niệu có 3 tiêu chuẩn điều trị nội là gì? Sỏi dưới 5 ly, đau lần đầu, chứa nước thượng nguồn. Trong trường hợp này ứ nước độ 1, cho nên chúng ta theo dõi hơi sát một chút. Cho bệnh nhân điều trị 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, siêu âm lại. Nếu chưa đái ra thì chúng ta sẽ nội soi. Vậy mà, cái anh đó, ảnh ghi nè. Đây, các phương pháp. Tán sỏi ngoài cơ thể, lấy sỏi thận bằng phẫu thuật nội soi 6 phút mạ. Lấy sỏi thận qua da cộng đốt di, tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng, mở thận lấy mổ mở lấy sỏi. Bệnh án đó là cho rớt liền. Ai lại đi mổ mở cục sỏi bằng hột mè? Bây giờ ta sẽ nhờ một bạn phân tích cái cận lâm sàng. Dạ. Mời bạn Thất Tùng phân tích công thức máu này. Thất Tùng đâu? Alo em nghe thầy ạ. Rồi. Hồng cầu bệnh nhân này bình thường không? Hồng cầu bình thường, hemoglobin hơi thấp. Ok, rồi. Hematocrit thầy là nằm trong giới hạn bình thường, MCV bình thường. MCV là dưới tắt cái chữ gì vậy? Thảo Quyên. Dạ, em quên cái dưới tắt nhưng mà cái ý nghĩa thì em nhớ được không? Dạ. Dạ, cái MCV là thể tích trung bình của hồng cầu. Còn MCHC là cái nồng độ hemoglobin trung bình của hồng cầu. Còn MCH là lượng hemoglobin trung bình của hồng cầu. Rồi, bạn Thức Tùng tiếp tục. Như thầy là neutrophil bệnh nhân miễn thông số, mấy cái thông số trong cái giới hạn bình thường hết trơn thầy. Mà là chỉ có cái mà là tiểu cầu nó hơi giảm một chút đỉnh thôi, là giảm nó thấp hơn so với trên 80.000 bình thường. Dạ, tiểu cầu trên 80.000 là ok. Rồi, dạ, mời một bạn tiếp tục. Đó là bạn Việt Hà phân tích về đông cầm máu. Chị tên là gì ạ? Viết tắt của gì ạ? Dạ thầy, ý nghĩa viết tắt của PT là để chỉ về xét nghiệm protein. Là để
con đường đông máu ngoại sinh, dạ. Đấy. Còn ABTT thì hơi thấp để chỉ con đường đông máu nội sinh. Ok. Ừ. Như vậy nếu nếu mà nó hơi thấp con đường đông máu nội sinh như vậy ta sẽ đi theo hướng nào? Em thấy nếu mà ABDT nếu mà dài em mới nghĩ lên mấy cái bệnh lý này, còn nếu mà thấp thì em nghĩ là có thể do sai số gì đó trong xét nghiệm á thầy. Rồi nếu dài thì bệnh gì? Ví dụ như là thiếu hụt các cái yếu tố mà đông máu á thầy, ví dụ như là bệnh hemophilia hay là hemophilia B, hoặc là do những cái yếu tố đông máu nó bị tiêu thụ nhiều á, là ví dụ như là DIC rất là nhiều luôn thầy, hoặc là suy gan, hoặc là bệnh nhân đang có điều trị với heparin thì nó cũng kéo dài. Mời bạn Duy Anh phân tích xét nghiệm nước tiểu này. Tỷ trọng thì sao? Tỷ trọng thấp. Lý do? Dạ thầy, là có thể là bệnh nhân uống nhiều nước. Yeah. Bệnh nhân đi khám bệnh và bác sĩ bắt bệnh nhân uống nhiều nước. Rồi, thank you. pH thì sao? pH cao là nhiễm kiềm. Yeah, người thường không bao giờ có pH cỡ này. Như vậy tại sao bệnh nhân này có pH cỡ này? Có thể là nó nhiễm protease rồi. Yeah, một khi pH cao như vậy là chúng ta nghi ngờ bệnh nhân sẽ có nhiễm một con gì đó. Yeah. Nhưng mà bạch cầu thì lại âm tính. Protein bệnh nhân âm tính. Gì nữa? Nitrate âm tính. Vậy khả năng là chuyện gì đã xảy ra? Điểm tâm đồ bình thường. Ý nghĩa Sokolov-Leon, ý nghĩa lâm sàng là gì? Mời bạn Hoàng Xuyên. Chỉ số sodium cholesterol là đánh giá có bị đại thất. Yeah. Thông thường người ta sẽ đọc ở đâu? Ở sông S của V1 và sông sông R của V5 cộng lại nếu bây giờ lớn R6. hơn 35 là có bị đại. R6 được không? Dạ được. S V1 hoặc V2, R của V5 hoặc V6. Ok, thank you. Rồi. Ở đây người ta đọc U không có. Đọc U để làm gì? Mời bạn Quốc Tài. Em nhớ là như trong một số trường hợp rối loạn điện giải nó sẽ có sóng u ở hai ba chuyển đổi liên tục. Trong trường hợp nào? Rồi, chúng ta xong hết phần cận lâm sàng. CT chúng ta cũng đọc được luôn. Bây giờ ta qua tới bệnh án thứ hai. Bệnh án sao bệnh sử? Bệnh án này vô cùng khó, khủng khiếp khó. Bệnh nhân nam 45 tuổi vào viện vì đau hông lưng trái, ghi nhận các triệu chứng là có cơn đau gần thận, cơn đau đột ngột dữ dội vùng hông lưng trái lan ra trước và xuống bẹn. Dừng lại đi, không phải vậy đâu. Bệnh nhân ngày 6 năm trước đã mổ bên trái rồi, KOB bên trái còn một cục, hai cục, ba cục, đây ba cục nữa, đây một cục nữa, Sỏi bự quá, ok, cái thằng này bự quá rồi. thận này hư hết rồi, thận này nước không trọng, chút xíu coi CT nè, làm thấy không? Dạ. 6 năm trước đã mổ rồi và còn sót lại 7 8 cục và thận hư hết. Bên phải 4 năm trước đã tán sỏi nội soi rồi, còn một cục bự bằng hột chôm chôm, phía trên còn hai cục nhỏ và ở đầy giữa còn một cục nữa. Như vậy các bạn nhìn qua siêu âm các bạn có thấy hư chưa nè, hình ảnh siêu âm này. Thận ứ nước đây, đây là bàng quang nè, thận nè, nha đó. Rồi các bạn xuống có coi CT nè, hư hết trơn luôn, thận bên trái hư hết trơn. Như vậy cái bệnh sử này không phải là cách đây 15 ngày mà là 6 năm trước. Rồi bây giờ các bạn nhìn tới các cận lâm sàng. BMI bệnh nhân 20. Nếu bệnh nhân 45 tuổi mà nếu hai thận còn khỏe, bệnh nhân này còn sống ít nhất 30 năm nữa. Nhưng với hai cái thận hư hết như vậy thì bệnh nhân này 5 năm nữa là phải chạy thận nhân tạo rồi. Và 10 năm nữa là phải ghép thận, nếu không là cuộc đời bi đát. Vậy ta hỏi đúc di là gì? Các bạn có 5 phút để trả lời đúc di là gì. Chỉ định đặt đúc di, tai biến biến chứng của đúc di. 5 phút nha. Đó, đây là đúc di nè. Alo. Nó đi. Dạ, đúc di là một cái stent, là một cái ống rỗng để mà đặt vào niệu quản. Dạ, còn tại sao phải Nhưng mà đặt á? Thì trong tình huống chỉ định đặt đúc si làm như là sỏi niệu quản chích hẹp hay là u vú hoặc là niệu quản bị tổn thương. Còn cái cách đặt thì là người ta thì bệnh nhân nó sẽ được gây mê xong rồi sẽ đưa một cái máy nội soi bàng quang vào niệu đạo
rồi xong rồi vào cái bình quang, rồi xong rồi stent đó sẽ được đặt qua cái máy nội soi đó để đưa vào niệu quản, xong rồi người ta sẽ kiểm tra lại bằng X quang để coi cái vị trí đặt stent nó có đúng hay không. Rồi khi mà cái stent đó đặt thì nó sẽ gây ra ví dụ như những cái vấn đề như là có thể gây tiểu máu tại vì do bệnh nhân vận động, hoặc là có thể gây kích thích bàng quang khiến bệnh nhân phải đi tiểu nhiều hơn, thường xuyên hơn, hoặc là ngay cả ban đêm cũng phải dậy để đi tiểu. Rồi cái ống này đặt được bao lâu? Dạ, quá 3 tháng. Hiện nay những cái ống xịn có thể đặt 1 năm. Trong trường hợp ung thư cổ tử cung, người ta sẽ đặt ống này 1 năm. Rồi ta quay lại bệnh án này, bây giờ mới bắt đầu khó nè. Bác sĩ sẽ làm gì? Bác sĩ sẽ làm gì? Thận bên trái hư hết rồi. Bạn nhìn lên CT các bạn thấy hư hết. Bây giờ muốn cứu thận trái thì phải mở nó ra da. Phải mở nó ra da cái đã. 2-3-4 ngày sau mới mổ nội soi bên phải. Nhưng mổ nội soi đâu lấy cục sỏi giữa này được. Mà bệnh nhân này sắp đi mổ mở thì ok, nặng nề cho người ta. Mổ lấy hết được dàn sỏi bên phải. Bên phải ta mổ nội soi thì ta lấy được hết 3 cục này, nhưng không lấy cục này được. Do đó để lấy được hết 4 cục này phải mổ open. Open xong rồi đặt đứt dí rồi cho về. Đó, rồi 1 tháng sau trở lên mới bắt đầu tính tới bên trái. Đó, lúc này nó phức tạp. Lúc này thì chắc chắn bệnh nhân sống ngon lành rồi. Nhưng để cứu bên trái thì không còn ý nghĩa gì nữa hết. Tại vì thận trái hư hết rồi. Nhưng mà đâu có thể nào để mấy cục sỏi trong được. À lấy à, lấy bằng cách nào đây? Vô cùng chua chát. Thận thì hư hết, mà bác sĩ thì phải lấy sỏi. Do đó thông thường người ta sẽ chọn phương án là cắt bỏ luôn thận bên trái, nó dễ hơn là lấy sỏi. Và với lý do nữa là bên trái không còn gì hết, muốn lấy sỏi làm chi? Lấy rất là khó, mà tới 7-8 cục lấy không hết, còn sót 1 cục còn đổ nợ ra nữa. Thôi cắt bỏ quách đó chưa rồi. Rồi cắt xong lấy hết 7-8 cục ra ngoài lượm luôn, nên nó dễ hơn. Như vậy bệnh nhân chỉ còn có cái bên phải, mà cái bên phải giờ còn có 50% à. Nếu mà nhìn còn có 50%. Như vậy ta hỏi, từ đây cho tới 5 năm nữa, cái thằng bên phải còn giúp bệnh nhân sống ngon lành không? Mà bệnh nhân mới có 45 tuổi. Giả sử như giờ con đang học lớp 12 thì sao? Còn đủ cho con học đại học kịp không? Và nếu nó học đại học thì ba nó còn tiền để cho nó học, hay là tiền ba nó phải đi chạy thận? Sau này cần ghép thận thì làm sao có thận để ghép đấy? Còn nhìn vô kết quả nước tiểu bạch cầu 125 mà hai cái thận hư hết, cho thuốc rất là khó cho. Rồi. Còn nhìn xuống cái creatinine còn bình thường. Creatinine hơi nhích lên này nè, có nghĩa là đã bắt đầu suy thận rồi. Dạ. Nhưng mà còn người ta tính ra GEF còn ok, EGF mà trên 60 là còn nữa, bây giờ thì còn ngon. Nhưng 5 năm nữa thì sao? Ta không biết được. Ở đây cái lượng là tổn thương thận với độ lọc cầu thận giảm nhẹ chưa, trên 60 là còn ok. Ở Việt Nam trên 60 là còn ok. Bây giờ các bạn nhìn vô cái bảng để chia độ suy thận của Việt Nam và của nước ngoài thì các bạn sẽ thấy được rằng ta không hiểu được tại sao suy thận của nước ngoài nó tính là 90, dưới 90 mới suy, còn ở Việt Nam là dưới 60 mới suy. Ta không hiểu tại sao. Đây các bạn vô, các bạn sẽ gõ là thì các bạn thấy các cái tiêu chuẩn của nước ngoài bao giờ cũng là đó, đây nè, 90, trong khi của Việt Nam không phải. Và tới giờ lúc này ta không giải thích được tại sao lại còn hai cái bảng điểm suy thận như vậy. Bây giờ ta bắt đầu biện luận. Thầy đã biện luận cách điều trị rồi, ở đây ta không nói thêm nữa. Ở đây không có cái gì cách nào khác được ngoài cái chuyện là đầu tiên là phải mở thận ra da bên trái trước. Còn bây giờ chúng ta không đụng gì tới bên trái hết, chúng ta nhào vô chúng ta giải quyết tới bên phải liền, hơi bị phiền. Mở thận ra da bên trái đi, rồi 4-5 ngày sau hãy giải quyết bên phải. Ta hỏi cùng một lúc được không? Được.
nhưng mà nghiêng qua nghiêng lại phiền cho bác sĩ, cho nên thôi bữa nay mở hàng ra thôi, rồi 4-5 ngày sau lên lịch mổ lại, mổ mở bên phải lấy sỏi cho nó lẹ, mổ labro bên phải được nhưng mà còn sót một cục chính giữa, cục chính giữa này không có lấy được, cục chính giữa này mổ labro không có lấy được, lấy được cứ như đây à. Như vậy các bạn thấy hôm nay qua hai cái bệnh án đi học, thầy chỉ nói với mấy em rằng để trở thành một bác sĩ giỏi chuyên môn chỉ cần có người kèm 1, 2, 3 năm là giỏi, nhưng đạo đức tốt, một khi đã giỏi rồi làm sao có cái đạo đức.